khi tôi thử thách các TikToker giáp. Thử thách rap. Trong rừng có nai có thỏ, có sói có hổ và rắn. Gì? Thầy hát em rap hả? Lỗi thầy, thầy hát nhầm người rồi. Nói về rap thì em đi một bụng. Trời ơi, ba cái đồ quỷ đem búng tay cái bột luôn. Ok. Thật sự. Nếu thầy thách thì em làm cho thầy coi. Nhưng mà nói trước, em làm sao thầy đừng có mê em nha. Ok, rap luôn, bao nhiêu mà không chơi. Get go. Trong rừng có nai có thỏ, có sói có hổ và rắn, có loài vào đổ bìm leo, có loài nhảy bổ vào cắn, có loài ăn không nói có loài thừa nước đục thả câu, miệng thì cười, ta thì bắt, giao thì kề trước ngực đã lâu, rốt cuộc chỉ là cuộc vui, hết vui nhà ai nấy về, rốt cuộc tin vào bản thân trước khi tin lời ai đó thề, xong có khúc, người có lúc, còn một chút vui, nếu như đây là một cuộc đua ta xin cho phép mình rút lui, một bay bấy bời. Găng găng.